Rồi, xin chào ông bà cô chú và các anh chị trên cộng đồng thân mến. Rồi, em Sơn với em gái chào ha. Hello. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tung Vy rất là vui khi được chào đón cháu Vân, đây là từ Pháp về để kiếm mẹ. Thì Tung Vy xin giới thiệu sơ là cháu Vân thì được sinh ra ở tại Việt Nam, nhưng mà sau đó thì cũng có cái hoàn cảnh nên là đã được một gia đình ở Pháp nhận nuôi. Nên là hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống ở Pháp, và hôm nay thì bạn có trực tiếp đến văn phòng của Tuấn Vĩ để cùng nhờ Tuấn Vĩ làm một cái gì cầu nối để lan tỏa đến cộng đồng, và mong cộng đồng chúng ta cùng giúp đỡ cho bạn, và mong quý vị dành chút thời gian để theo dõi buổi trò chuyện hôm nay. Bên cạnh đó thì Tuấn Vĩ xin giới thiệu bạn Sơn bên đây là người bạn của Tuấn Vĩ và nhận gọi là giúp đỡ phiên dịch cho cái buổi trò chuyện hôm nay. Và Tuấn Vĩ rất là cảm ơn bạn Sơn đã dành thời gian nha. Và cho phép Tuấn Vĩ xin bắt tay bạn Sơn, bắt tay bạn Vân nha. Rồi, trước tiên là Tuấn Vĩ muốn bạn Vân giới thiệu về mình một chút cho cộng đồng được biết ha. Could you introduce yourself to the online community? My name is Mae. I was born in Saigon. I was in orphanage in Tan Binh in October 1995. Bạn tên là May, tên tiếng Pháp. Do you have the Vietnamese name? Cam Vân. Tên tiếng Việt Nam là Cẩm Vân. Bạn được nhận từ trại mồ côi của Tam Bình. Bạn sinh năm 1995, you were born, right? Bạn sinh năm 1995. 1995. Hiện tại bây giờ thì bạn sống ở Pháp phải không? Is now do you live in the French? I live in Paris. Paris, bạn sống ở Paris, Pháp anh. Và cuộc sống của bạn bây giờ thế nào, cũng tốt chứ ạ? How is your life? Beautiful. Beautiful. I'm very lucky to live in France. Bạn nói là cuộc sống của bạn rất là vui và rất hạnh phúc, và bạn rất là may mắn sống ở đó. Thì bạn cũng có nói thêm trước đây, bạn tâm sự riêng với em là bạn đang làm ở công ty về luật doanh nghiệp, làm luật cho một công ty doanh nghiệp. Vậy ha. Và thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thân mến, thì cách đây khoảng chừng đâu nửa năm thì bạn Vân đây đó thì có nhờ anh Tấn Xanh phiên dịch, cũng như là đã truyền tải đến chương trình một lần cách đây khoảng 6 tháng. Nhưng lần đó đó thì là truyền tải qua cái ứng dụng Zalo, gọi là làm việc qua online, và chưa có kết quả. Vì vậy cho nên là nay thì bạn Vân đã nóng lòng, cũng như là đã hết sức là mong muốn để trở về Việt Nam và đến trực tiếp ở tại văn phòng của Tuấn Vĩ để cùng mong cộng đồng giúp đỡ. Thì cũng hy vọng lần này đến tại văn phòng thì nó sẽ có cái sự lan tỏa mạnh hơn. Anh Vĩ just talk with the audience. That is the second time you come to Yes, Vietnam exactly. and you're looking for. That is the first time. That the 6 months ago Exactly, in here, yes. but it's now that you come to Vietnam because you really want to looking Yes. for the Biological. biologist about the mother. Yes. That's the reason why you come to the his office to. Exactly. Yes. Maybe have the more information about you looking for I the hope your yes. you have to Yes. looking for the your mother Yes. soon. Yes. I hope. Okay anh. Và Tuấn Vĩ rất là cảm kích trước cái sự mà quyết tâm của Vân, đã đánh đường xa xôi đến để gặp Tuấn Vĩ hôm nay, và Tuấn Vĩ rất là hoan nghênh vì điều đó. Anh Vĩ really respect about the you come to in here because that is far away from that is the office in the Sa Đéc in the far away, so you come to in here, so that is he really is, respect and welcome you come here. I'm very happy to meet him. Okay, Vân nói là Vân rất là happy để gặp anh. Và thưa quý vị, là hôm nay là có
Trước khi buổi phỏng vấn này diễn ra đó thì Tuấn Bị có dẫn em Vân cũng như là hai người bạn của em Vân đến đi ăn một cái nhà hàng ở Sa Đéc Đồng Tháp. Và cái điều đặc biệt là cho em Vân thưởng thức món chuột. Không biết là không biết là cái cảm nhận của em Vân như thế nào sau khi mà được thưởng thức một món ẩm thực là con chuột ở Đồng Tháp. He say before we start to the interview like this, yeah. So he take you go have a lunch, and so we treat you the few mouse. Yes. So you try to eat, and so he want to. What do you feel that? What do you feel about the few mouse? It was special, but very good. Very good. What did you say again? It was surprising. It was I'm not used to eat house. Uh-huh. I like it. Actually, I like it. Yeah. Okay. Bạn ngỡ ngàng là bạn không bao giờ là ăn thịt như vậy, nhưng ăn chuột như vậy, nhưng mà okay. Thú vị. Trải nghiệm. Thú vị. Em cũng vậy mà, nãy mới thử lần đầu tiên. Thưa quý vị, thật ra thì các cái món ẩm thực này kia đó thì ví dụ chẳng hạn như những cái món mà thông thường đó thì là hầu như là ở đâu cũng có. Yeah. Nhưng mà đây là mang tính là trải nghiệm, nên là Tuấn Bị cũng giới thiệu mang tính là coi như cho Vân có một cái kỷ niệm khi mà đến với Sa Đéc Đồng Tháp. Yeah, yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai thác cái thông tin của em Vân ha. Dạ. Đó thì em Vân cũng vừa nói là Vân là sinh năm 1995 và ở tại trẻ mồ côi của Tam Bình. Dạ. So do you have any information about your mother? Yes, I have her name. Otikan Tu. Yes, Otikan Tu. Her birth year. Yes, 1971. T1. Yeah. Yes. 71. And she was Taylor, and she was 24 when I'm born. Trên giấy khai sinh của em Vân á, thì là mẹ tên là Hồ Thị Cẩm Tú, sinh năm 1971, là làm nghề thợ may. Có ghi rõ như vậy, nhưng mà chắc cũng có lẽ là ở khu gần của Tam Bình. Tại vì trước đây thì bạn có cho share cho em cái thông tin là sinh ở trạm y tế Tam Bình. Rồi sau đó mới cho vô là trại trẻ mồ côi Tam Bình. Dạ, thì sau đó một tháng á, thì mấy gia đình người Pháp để nhận nuôi. Dạ, thì đó, thông tin của Vân chỉ có vậy thôi anh Bị. Rồi bạn Vân đã về Việt Nam để kiếm mẹ nhiều lần chưa? How many times you come back to Vietnam to looking for the biologist, the mother? Last year. Last year? Yes. Just last year, how many times you come to Vietnam? Four times. Four times? Yes. And the last year looking for? Exactly. And how about the another times before that? Just for traveling, tourist. I was with my parents and my sister the other times. Okay. You go with your sister come to here, come to back to Vietnam? Yes, with me, yes. Oh, okay. Yes. Okay. Anh Vĩ, bạn về Việt Nam là 4 lần rồi, nhưng mà lần vừa rồi là bạn tìm mẹ. Nhưng những lần kia là bạn chỉ travel thôi, bạn chỉ dạng du lịch chơi thôi với người em gái. Dạ. Vậy rồi bạn đã đến trực tiếp ở trạm y tế Tam Bình lần nào chưa? Did you come back to Tam Bình orphanage? Yes. Yes, last year. Last year, yes. Dạ có rồi anh. Đó thì năm vừa rồi là đến thẳng trên Tam Bình luôn á. Rồi khi đến đó thì bạn có khai thác được thêm thông tin gì về mẹ không? Và có nghe kể lại như thế nào về cái hoàn cảnh của mẹ không? When did you have any information when you come there? When you come there, you have any information? Just same. I already said the name of my mom, the year, and so they don't give you anything. No, unfortunately, no. That's it. I saw you give me the picture, right? Yes. And so you saw that picture to the orphanage. Yes. And so they have any information about that? No, just papers, Vietnamese papers. That's it. How about the picture? The picture with the nun care you pair you up.
the picture you just shared to me. The picture. Ah, yes, the picture. They thought that she was died. Okay. The woman in the picture. Okay. Yes. Yeah. Anh đi. Bạn có đến tìm thì chỉ có cái giấy khai sinh đó thôi, chỉ có thông tin đó thôi. Thì lại không có nhiều anh Bỉ. Nhưng mà hồi nãy bạn có đưa cho em coi cái hình. Cái hình mà có một người mẹ là cái người sơ, hẳn em bé. Thì khi mà đưa vô bạn hỏi cái lần khai thác đó thì bạn hỏi thì bên kia nói là cái cô này cổ già rồi, có thể là cổ mất rồi. Nói chung là cái lần khai thác vừa rồi, cái năm vừa rồi là không có cái thông tin gì bên... Là cái tấm hình này. Dạ đúng rồi. Đó. Là tấm hình này. Nhưng khi... mấy cái người tiếp nhận thông tin năm vừa rồi mà may đến đó tìm thì nói có thể cô này mất rồi, bởi vì có thể cổ già lớn rồi. Dạ. Còn họ không biết gì nữa, họ không có thông tin gì nữa hết. Dạ. Tức là chỉ dựa trên mặt giấy tờ có tên mẹ là Hồ Thị Cẩm Tú. Sinh năm 1971 và làm thợ may. Còn ngoài ra nữa thì không nghe kể gì thêm ngoài cái việc mà thông tin trên giấy tờ. Rồi hình như là đến sinh con ở đó rồi người mẹ bỏ đi. Dạ, sinh con ở trạm y tế Tam Bình. Sau đó rồi sơ mới mang về đó thì một tháng sau mới nhận nuôi về Pháp. Người mẹ Pháp nhận nuôi. Mẹ bỏ thì mẹ bỏ tại cái bệnh viện, cái trạm y xá y tế, dạ, trạm y tế Tam Bình đó. Trong câu chuyện của Vân đó thì may mắn là có được tên mẹ. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng nhờ trong cộng đồng và nhờ những người ở thôn xóm đó có ai tên là Hồ Thị Cẩm Tú thì mong được cái sự lưu ý của cộng đồng và đến báo cho người mẹ đó và truyền tải đến cho chương trình của Tuấn Bị dùng. So anh Bị say you lucky because you have the your name. Because before I have the situation another situation look like you, but they don't know about they are the family name, the parent name they don't have. It's now you have the mother name, so so we just talk about the two if the any people can listen the that the story, and so they will contact you to me. I hope. Bạn nói là bạn hy vọng có một ai đó đã nghe được thông tin thì liên lạc với anh. Hồi nãy là em nói bạn Vân đây là sinh năm mấy ta? Sinh năm 1995 anh. 1995 mà trừ đi 1971 ha. Lúc đó mẹ 24 tuổi. Mẹ 24 tuổi. Vậy thì có thể là nếu theo phỏng đoán thì có thể là mẹ cũng bị lỡ duyên. Và có thể là Vân đây là đứa con đầu lòng. Vì vậy cho nên là có thể là tính ra độ tuổi thì người mẹ cũng đang còn rất là trẻ. Năm nay mới có 53 tuổi ha. He thinking, yes. Maybe you are the first child of her, the first child, the first child. Yeah, maybe that. So maybe she have the difficult situation. That's the reason why she gave for you, she left you there. Chắc là hoàn cảnh của người mẹ cũng rất là đáng thương. Vì vậy không biết là trong lòng của Vân thì Vân có phỏng đoán như thế nào về cái cuộc sống của mẹ hay là cuộc đời của mẹ trước đây như thế nào, diễn ra như thế nào không? Có linh cảm hay là có phỏng đoán gì không? Now we think that maybe your mom have the difficult situation. So what do you feel? What do you feel when she left you there? What do you feel? So she... You think about maybe you have the idea, you have the you think about how she gave for you there, she left you there. So what do you think? I'm not angry at her. I've been thinking of her every day. Yeah, thinking. Yeah. What you think about your mother when she left you there? I think she gives me a second chance to live better. To live in a good condition, in a good country, and well surrounded by lovely parents. Bạn nói là có thể là hoàn cảnh khó khăn nên muốn cho bạn có một cái cuộc sống tốt hơn, muốn để cho bạn có một cái cuộc sống tốt hơn, anh có một cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn của hiện tại lúc đó.
Đúng vậy. Và trong thời gian qua thì Tuấn Vĩ có ghi nhận được một số người mẹ và cũng đã tìm được một số người mẹ, thì trong đó có một số người mẹ là không được minh mẫn, không được là nhanh nhẹn giống như người bình thường. Vì vậy cho nên là rủi mà lỡ mà mẹ của Vân mà nằm trong cái hoàn cảnh này thì Vân có trở ngại gì không, và có gọi là có đón nhận người mẹ đó không? Okay, last time is Tuấn Vĩ got the some the situation when the kid the come back to looking for the Vietnamese the mother, yes. And so when they recognize together, yes. That, so the mom is not quickly or something is not smart or something is not the normal. Yeah. So if if you were your situation, do you accept it? If I saw again, if I see her, if I. I explain you again. The last time is Tuấn Vĩ got the some information, yes. Some situation, yes. Yeah. When they find out the mom is so the mom is not smart, yes. It's the kind of it's yes. not smart, or yes. She's not quickly, or some it's not yes, the yes. normal people, not the normal person, normal people. Yes. So if you were that the situation, what do you feel? You accept her or you far away you? I was. You avoid her. Yeah, I was surprised. I was. You were surprised. Yeah. You accepted? No, not really. I was. Because that is the real mom. That is the biologist. Yes. So what did you feel? Very grateful. Very grateful. So we. Elle est pas très intelligente et c'est une personne un peu simple. Ah, okay. I don't care. I think it's my biological mom. It's okay. Okay. I don't care. Yeah, yeah. Dạ, nếu mà bạn mà có gặp mẹ như vậy á thì bạn cũng không sao hết á. Không sao đối với bạn hết á. Dạ, bởi vì mẹ của bạn mà. Mình cũng nói luôn cho các khán giả mà đang nghe là bởi vì em ấy là em ở bên Pháp, Pháp. Và mà em cũng học bằng tiếng Anh, nhưng tiếng Anh bạn cũng không có chuyên nghiệp lắm, nên chính vì vậy khi đi bên thì có một người bạn trai nói tiếng Anh rất tốt, nhưng nói tiếng Anh và nói tiếng Pháp rất tốt, nhưng có những lúc mà May không hiểu thì bạn trai lại nói tiếng Pháp, tiếng Pháp cho May. Thì bây giờ May hiểu câu chuyện thì May trả lời là May không có quan tâm mẹ hay sao, thì cũng là mẹ của May thôi mà. Thưa quý vị, thật ra thì cái này mang tính là chúng ta cùng trò chuyện để cởi mở, cũng nói cho bạn Vân biết là chúng ta trò chuyện để cởi mở. Nhưng mà hy vọng rằng là người mẹ của Vân thì là có thể là hoàn hảo và minh mẫn và xinh đẹp, chứ không có đến nỗi như là cái sự phỏng đoán của chúng mình. We just give an idea, but it's not that true. That's not true. Yeah. So that we hope that your mom is a very good health or something, very smart, very So we just give for you the symbol. So but we hope everything is lucky to you. Yeah. Yeah. No problem. That is, we just give the idea. Yes. So we will ask you what do you about that when? Yeah. Hỏi để cởi mở thôi, chứ còn trong thực tế thì mình không thể đoán được. Và cách đây một thời gian không lâu thì Tuấn Vĩ cũng có kiếm ra được người mẹ của bạn Hải là cũng nằm trong cái diện là không được minh mẫn giống như những người bình thường, và đã vô tình không may có bầu, xong đó rồi sinh ra bạn Hải này, rồi cũng phải cho. Và cái tình trạng đó theo Tuấn Vĩ biết đó là những người mà không được nhanh nhẹn bình thường như những người khác thì thường bị lợi dụng và thường hay bị mang bầu rồi phải cho con như vậy. Cho nên là đây là chúng ta cũng mang tính nói chuyện để cởi mở thôi, chứ không hy vọng là mẹ của bạn Vân không có vậy. Because we got the one the situation before that is the Mr. Hai from friend also right? Pháp luôn đúng không? Đúng the rồi. Friend also he looking for the mom.
in here. Yeah. But when the mom is not smart, so she kind of is not the normal person. But he really loved her so much. So yeah, because he accepted because that is the real the biologist mother. Okay. No, that's the reason why. Yeah, whatever that is the mother. Và nói là Vân xinh đẹp như thế này thì chắc mẹ cũng xinh đẹp lắm. So you are beautiful. That's the mean is maybe your mom also very beautiful. Rồi vậy cái thông tin cơ bản thì Túng Vị đã ghi nhận được. Thứ nhất là Vân thì sinh năm 1995 ha. Yeah. Và đã được mẹ cho ở tại trạm y tế Tam Bình Thủ Đức. Và sau khi sinh thì mẹ đã để lại đó, và một thời gian sau nữa thì may mắn là đã được sơ ở trạm mồ côi Tam Bình nhận về. Yeah. Rồi và sau đó một tháng thì gia đình người Pháp đã nhận nuôi. Yeah. Thì thông tin cơ bản thì quý vị cũng vừa nghe xong, mong là cô chú anh chị trên cộng đồng có ai biết được tên người mẹ là Hồ Thị Cẩm Tú, sinh năm 1971, thì cũng đến báo cho người mẹ đó biết dùm là có một người con gái xinh đẹp từ bên Pháp là tìm về mẹ, thì cũng mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Và cuối cùng nữa thì không biết là Vân có muốn trao đổi điều gì ngoài cái câu hỏi cơ bản mà Tuấn Vĩ vừa hỏi không? So on the information in here, so what else you want to ask him something? What else you want to ask? To ask to at anh Tuấn Vĩ. I the information from my mother. If you have any question to him. Okay. No, it was perfect. Okay. So, if you met your mother, yeah. What you say to her? I would like to tell her that I'm not angry at her because I have the chance to live in beautiful country, France. Oh, okay. And I have a good job, good friend, and a family. And I just want to meet her to see if I look like okay. my biological mom, to know her story. Ok, yeah. I see. Em hỏi là có hỏi anh Vĩ câu gì không? Mà bạn nói là ok, ổn rồi, mọi thứ ổn rồi. Thì em mới hỏi bạn là vậy thì bạn có nói gì với mẹ không? Nếu bạn gặp được mẹ bạn nói gì? Thì bạn nói là bạn không giận mẹ bạn đâu. Thì cảm ơn mẹ bạn đã cho bạn có một cái cuộc sống tốt đẹp ở một đất nước tốt đẹp, một gia đình tốt đẹp. Bạn gặp những người bạn đẹp và bạn có những cái công việc hiện tại cũng rất là tốt. Bạn chỉ muốn gặp người mẹ bạn coi là bạn có giống mẹ ruột của bạn như thế nào. Rồi coi thử cái cuộc sống của mẹ ruột của bạn hiện tại ra làm sao. Dạ, muốn biết. Rồi Tuấn Vị rất là trân trọng những cái việc mà bạn đã nỗ lực để kiếm mẹ, bởi vì trong thực tế thì cũng có nhiều bạn không muốn tìm lại gia đình. Vì vậy cho nên là Tuấn Vị rất là cảm kích và hoan nghênh trước cái tinh thần của bạn đã nỗ lực để kiếm mẹ của bạn. Tuấn Vị respect your effort to looking for your mom. So you have the good heart to looking for. He knows some kids don't want to looking for, some kids look like your situation. They don't want to looking for the biologist, the mother. So they don't want to looking for the so but it's now you try to effort because this is the second time already. Yes, second time. So that is very hard. I hope you have the good news for this time. Em cũng có dịch cho bạn, em nói là anh thì cũng cảm kích như vậy, có nhiều người con thì không có muốn tìm về mẹ, nhưng mà đây cũng là lần thứ hai đến là để vậy, thì mình hy vọng là lần thứ hai lần này là em sẽ tìm được mẹ sớm tìm được mẹ. Và Tuấn Vị tin chắc rằng
là người mẹ cũng rất là muốn gặp lại con, rất là muốn gặp lại bạn, nhưng mà có thể là chưa đủ cơ duyên để gặp, nhưng chắc chắn là người mẹ bao giờ cũng muốn gặp con, chứ không người mẹ nào mà muốn bỏ con mà sau đó không có có muốn gặp lại đâu, cho nên là chắc chắn người mẹ muốn gặp bạn lắm. Anh Vĩ say he surely is your biologist mom want to miss you too. No mother want to give for baby out. Maybe they have the difficult situation. Yes. Yeah. Cho nên là theo chúng Việt nghĩ á, là khi người mẹ mà vô tình hoặc là vì hoàn cảnh mà phải cho bạn thì chắc chắn là trong lòng của người mẹ rất là nặng lòng. Và bây giờ nếu mà gặp được bạn thì đó là một cái điều chắc là người mẹ rất là hạnh phúc, và coi như giải tỏa được cái những cái tâm lý mà lâu nay là cả cuộc đời phải nặng nề về cái việc là cho con đó. Maybe the mom is now she's very so sad because you because she still miss the baby. Yes. Their baby. So even she live a whole life, she still have the something inside. Cannot say out with someone. That's the reason why now she want to miss you, really to meet you too. Yeah, somewhere. I hope. OK, vậy thì bây giờ chúng ta kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, và chúng ta cầu nguyện là hy vọng rằng là trong tương lai mẹ bạn sẽ sớm xuất hiện và bạn sớm đạt được cái nguyện vọng của mình. Yeah, we hope that you looking for your mom soon. Thank you. Rồi vậy rất vui khi được chào đón bạn đã đến với miền đất quê hương của nơi Tuấn Vĩ đang sinh sống, đến với Sa Đéc Đồng Tháp. Rất là vui khi bạn các bạn đã đến đây để tìm Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ rất vui vì điều đó và rất là hạnh diện nữa. Again, he say thank you to you. He's really happy when you come to the his province, his province, his place here. So yeah, welcome you in here and so thank you to you from here. Thank you for having us. You're welcome. Gọi là cảm ơn bạn đã tin tưởng cái chương trình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chương trình của Tuấn Vĩ. Rồi hy vọng rằng là tìm được mẹ cho bạn để không có phụ lòng cái sự mong mỏi của bạn. And he say thank you to you because you put your heart to the Tuấn Vĩ channel, Tuấn Vĩ program. So thank you for trust the that channel. So hope you looking for your mom soon. Thank you. Rồi. Và nếu may mắn á, thì ngày mai Tuấn Vĩ sẽ truyền tải video. Nếu may mắn thì sẽ tìm được mẹ trong cái chuyến bạn về lần này. Và không biết là bạn về lần này còn ở được lâu không. So if lucky tomorrow he will publish this video. Okay. Yeah, so tomorrow if lucky. Okay. If lucky you have a short time you looking for your mom maybe. At the time you still stay here, so you stay. You told me you have a 3 days you stay. Yes, three days. Yes, yeah. Yes. Bạn còn 3 ngày nữa đó. Nói chuyện với em là bạn còn 3 ngày nữa ở đây. Mình hy vọng. Nếu tìm được mẹ thì mình làm một bữa tiệc thật là lớn, mướn lân về múa luôn. Okay, so. He say if you looking for the your mom for this time you stay here. Yeah. So yeah. So he want to open the beach party. So we have the dragon dance. We hire the dragon dance team and so we play look like. Cái từ múa lân trong tiếng Anh có không? Yeah, dragon dance. Like look like the Chinese. You know a dragon dance, right? Yeah. Tung 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 tung. Chinese traditional. Yeah, I know. Làm lễ lớn á, mình lân lân về múa. Biết bạc tiền. Nên Tuấn Vĩ biết múa lân á. Rồi vậy bây giờ chúng ta chào tạm biệt ha. Và trong buổi trò chuyện hôm nay thì Tuấn Vĩ cũng xin nói thêm là bạn Sơn đây đó là bạn của Tuấn Vĩ. Và từ Sài Gòn xuống á, để giúp đỡ cho Tuấn Vĩ phiên dịch trong cái buổi trò chuyện hôm nay, mang tính là giúp đỡ.
Thì ban đầu Tuấn Vĩ trao đổi thì bạn Sơn cũng rất là e ngại, vì lần trước đó thì là bạn Sơn cũng giúp cho một trường hợp mà thấy dường như là cũng trong cái buổi trò chuyện thì cũng có những cái gọi là chưa hiểu nhau lắm, vì vậy cho nên là có những cái sự mà không vui của một số bạn ở trên cộng đồng nên bạn Sơn e ngại. Nhưng mà Tuấn Vĩ cũng động viên là Sơn yên tâm, đây là chúng ta làm mang tính là hỗ trợ lẫn nhau, nên là có sai sót là chuyện bình thường, nên là bạn Sơn đã nhiệt tình để giúp Tuấn Vĩ trong cái chuyến phiên dịch này. Thì không biết là Sơn có muốn cởi mở gì thêm về điều này không? Dạ, nếu có em chỉ nói là thực ra là anh Vĩ đã kêu em lại lần này lần thứ hai thứ ba vì sau cái ca kia thì thực ra là có những lúc ví dụ như bạn này thì cũng nói tiếng Anh cũng không được tốt, dạ bạn là do bạn học nói tiếng Pháp. Dạ, còn em thì cũng không phải là phiên dịch chuyên nghiệp. Nên đôi lúc có cái gì đó thì mọi người cứ nghĩ về điều tốt với chứ đừng khùm mê. Đúng rồi. Tệ quá sao? Đôi lúc dạ, mang năng lượng xấu thôi. Đúng rồi, dạ, mình dạ. Múa lân là xong hả? Vui vẻ là xong hả? Dạ. À quên nữa, không biết là hỏi bạn trai có muốn phát biểu gì không? You want to come say something? Dạ, mời bạn trai qua đây. Mời bạn qua đây. Maybe you come here, you bring the lucky to her. Em nói là có thể là theo đến đây là theo mang điều may mắn đến cho cô bạn này sao? Ai biết được? who knows? Rồi cho Tuấn Vĩ xin được trò chuyện với bạn một chút xíu, sơ phiên dịch dùng ha. Dạ. Là trước tiên là Tuấn Vĩ cũng rất là vui khi bạn đã ủng hộ Vân để mà kiếm gia đình, đó là một cái điều hết sức là tuyệt vời. He really happy because you beside to her, support her to looking for the biologist family. Mm. Yeah. So I think it's a very important thing for Mae in her life. So I'm very thankful to all of you for welcoming us in SADC and helping her. And thanks to people who are watching the video to also support, comment, and try to help Mae, because she is a bit shy with this topic, but I think it's very important. I know every day she is thinking about it. And thank you for making us try the delicious SADC dishes. Bạn nói là bạn cảm ơn mình và cảm ơn tất cả mọi người đã bạn đã có cơ hội để đến SADC này, và bạn đã cảm ơn mọi người đã giúp Mae. Bởi vì Mae một chút e ngại nên cần phải có một cái sự hỗ trợ ở bên ngoài, và cảm ơn là sự treat một cái món ăn ở Đồng Tháp. Mọi thứ là ok. Rồi còn về trong cái việc mà trong thời gian qua đó thì bạn có cùng Mae để mà ủng hộ Mae về cái việc tìm gia đình, có gọi là bạn có toàn tâm toàn ý về cái việc mà cùng Mae để tìm mẹ của Mae không? Did you support her for a long time to support her for looking for the family? So the first time I met Mae, I already knew it's an important topic for her. So since I know her, I've always been supporting her. Sorry, when you know her? Almost 6 years ago. 6 months. 6 years, yes. 6 years. Six years ago. Okay. Since the beginning, I know it's important for her, and we came to Vietnam last year. And we are coming again. Ah, you go with her? Yeah, yes. last year I went with her. Okay. Yeah. Oh, okay. And if we have to go again, we'll come again and again until she can find a family. Mm-hmm. And even after, if she finds her mother, even after we would come, because it's like Vietnam is a second country for me, kind of. In my life, Vietnam is a second country for me. For Mae, it's like the first country with friends, it's all together. Yes.
But I want to support again. Yeah. Anh bạn là đã quen cô này được 6 năm rồi. Trong 6 năm khi mà lần đầu tiên bạn gặp May là bạn nghĩ là cái việc tìm cái gia đình đó là cực kỳ quan trọng, là việc quan trọng nhất đối với bạn May khi mà bạn tìm hiểu đó. Thì bạn luôn support May để đi đến Việt Nam để tìm. Thì cái năm vừa rồi, năm 2003 đó, bạn cũng cùng May đi đến cái trạm Tam Bình Thủ Đức đó để tìm. Bạn có đến đó để tìm rồi. Thì bạn nói là có thể lần lần này không gặp và năm này năm nữa bạn sẽ gặp nữa. Ngay cả khi đã gặp mẹ rồi, bạn vẫn trở lại Việt Nam nữa và nữa. Bởi vì bạn nghĩ rằng Việt Nam coi như là quê hương thứ hai của bạn, và quê hương thứ hai của May, và Pháp là quê hương thứ nhất, nghĩa là cũng trao đổi qua lại giữa hai quê hương với nhau. Thì bạn nghĩ điều đó là cực kỳ quan trọng. Dạ. Rất là tuyệt vời. Nói ngay từ buổi ban đầu thấy bạn cùng May để mà đi kiếm mẹ, vậy là Tuấn Vĩ cũng đã đoán được cái gọi là cái sự hỗ trợ đằng sau. Vì vậy cho nên là Tuấn Vĩ rất là trân trọng về cái điều này, những gì mà bạn đang còn suy nghĩ và đang thực hiện. Anh Vĩ respect about the way you support to her. Yeah, so I'm also, when I listen to your story you just share with me, I'm always respect that, and because you put on your heart on the her life or something. I feel that until now. Just until now, I don't know in the future. Yeah. Okay. Rồi vậy cuối cùng thì bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Okay, if finally you want to say something, or otherwise we can stop. No, May is important to me, so it's important to me as well that we can have progress on finding our mother or our father, biological mother or father, and yeah, again, thank you, thanks for everything, because you have all been great to us, and that's very nice of you. The private question. And so, do you have the plan to marry? we'll that's for the next video. Okay, just kidding. Okay. Bạn nói là bạn May á là cũng là một cái phần đời quan trọng của bạn á. Bạn nói vậy. Dạ. Rồi bạn nói là cảm ơn, một lần nữa cũng cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Cũng cảm ơn thôi. Dạ. Rồi em mới hỏi vui một câu, đây là câu hỏi cá nhân, vậy là bạn có cái kế hoạch cưới May không? Bạn cười, bạn nói thôi mình để video sau đi. Ok, vậy để Tuấn Vĩ đứng và chụp tấm hình nói với bạn vậy đó. Ok, so Tuấn Vĩ went to chat our video together. Stay there. Okay. Yeah, stay there together. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng, và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho buổi trò chuyện hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy cùng giúp đỡ cho bạn Vân để cùng tìm được, mong là sớm tìm được gia đình của bạn Vân. Xin chân thành cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị. Okay. Bye bye. Bye bye. Yeah, bye, bye.